Mới đây, buổi họp báo ra mắt Hanoi Starden Festival 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là một sự kiện về nhảy múa quốc tế do Pro Girl Academy tổ chức thường niên từ năm 2020. Chương trình này không chỉ dành cho các đối tượng mọi lứa tuổi đam mê vũ đạo và âm nhạc, mà còn là nơi họ có cơ hội thể hiện tài năng và đam mê của mình. Hanoi Starden Festival 2023 không chỉ là một sự kiện nhảy múa, mà còn là một nguồn cảm hứng tích cực. Sự kiện này thúc đẩy sự tự tin, niềm đam mê âm nhạc và vũ đạo, khuyến khích mọi người tìm thấy sự tự khẳng định bản thân. Điều này mang lại năng lượng tích cực cho cả cộng đồng và xã hội. Hanoi Starden Festival 2023 gồm nhiều hoạt động phong phú như Asia Training Camp diễn ra từ 5 tháng 7 đến 7 tháng 7 năm 2023 tại Pro Academy Premium với hơn 100 vũ đoàn tham gia. Đây là cơ hội để các vũ đoàn được tập huấn bởi các chuyên gia quốc tế về nhiều thể loại nhảy múa. Giải vô địch đồng diễn Dance Sport, Zumba, Aerobic, Dân Vũ, Shuffle Dance Ngôi Sao Hà Nội mở rộng sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 tại nhà thi đấu quận Tây Hồ. Đây là sự kiện thi nhóm đồng diễn thể thao và vũ điệu, với sự tham gia của 500 thí sinh đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Sự kiện cũng gồm 3 giải đấu lớn, thu hút hơn 2.000 vận động viên từ cả trong nước và quốc tế. Trong đó, The 3AD Hanoi Star Open Pro World Cup Championship 2023 diễn ra từ 7 tháng 7 đến 9 tháng 9 năm 2023 tại nhà thi đấu quận Tây Hồ là giải khiêu vũ thể thao quốc tế, thuộc hệ thống của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới WDSF, được bảo trợ bởi Liên đoàn Thể thao và Vũ đạo Việt Nam.